Dạ vâng, shop phụ kiện PSV Tú Anh lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê lại quay trở kênh nhé. Vẫn là chuyên mục về súng ống cho anh em lựa chọn và tham khảo về đi săn. Thì video ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em full một combo đầy đủ một khẩu FXQ3 lỗ cấu hình cam, và tặng kèm cho anh em đó là một chiếc bơm đồng hồ to khoảng to, một cân đạn chì và băng đạn đi kèm 11 viên để cho anh em và bác về đi săn nhé. Thì đây là FXQ3 lỗ hàng Quy Tactical, bao cho anh em săn mồi cự ly đó là 100m chuẩn tâm. Ngoài 100m anh em có thể là săn cò các nhé. Bởi vì hiện tại ở trên cây này em đang đi cho nó cái cành đó là cành XM8. Xin thưa anh em là đây này. Đấy. Đây là mẫu cành XM8 hàng loại 1 của bên shop. Đấy, bao cho anh em chơi cự ly đó là 100m chuẩn tâm cho anh em. Ngoài 100m anh em có thể săn cò. Và đây là khương cành của nó, anh em có thể xem qua. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, khương thì 8 khương tuyến cực kỳ đẹp. Cành này thì có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm chì và sà lung. Thì anh em muốn chơi lấm chì hay sà lung thì báo shop, shop sẽ làm cho anh em áp ở mức có thể cho anh em chơi kẹo lấm và sà lung thôi nhá. Khương thì cực kỳ đẹp. Anh em mua cành thì lưu ý nhá. Đấy, tìm những cái cành nào mà khương mà chất thép của nó trắng sáng như thế này này thì hãy chơi. Đấy, nó phải trắng như ruột phích này thì hãy chơi nhé. Còn những cái cành rẻ tiền ấy thì anh em chơi không được đâu. Chơi một thời gian ngắn cái là anh quanh là vứt đi bỏ đi ngay ấy, không chơi đâu nhá. Đây anh em mua cành thì lên tìm hiểu. Bởi vì cái cành nó là trái tim của súng. Cái cành nó không chuẩn thì anh em không thể làm chơi được. Đấy, bắn không bao giờ trụm luôn không nhá. Nên anh em tìm hiểu rồi mua. Có anh em nào có nhu cầu mua bán thì liên hệ trực tiếp cho shop qua số điện thoại em để trên biển đây để mua bán. Bên em là nhận lắp ráp củi gửi xe nguyên cây tất cả tỉnh thành cho anh em có chơi, và hỗ trợ anh em là gửi phụ kiện lẻ ship COD tận nhà cho anh em, nhận hàng kiểm tra anh toán tiền. Gửi xe thì anh em sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước. Miền Bắc thì là 300-400 ngàn, còn miền Nam thì từ 500-700 ngàn tùy theo khu vực. Hoàn thiện một cây FXQ3 lỗ như ngày hôm nay thì giá của nó sẽ là 9.900.000 nhé. 9.900.000 bao gồm một khẩu FXQ3 lỗ này, tặng kèm một chiếc bơm đồng hồ to và một cân đạn chì. Thì em nói luôn là giá cả ở cái thời điểm hiện tại nó sẽ cao đấy. Đấy, nên anh em nào mà muốn chơi thì cứ tìm hiểu. Nó cao hơn trước đây rất chi nhiều. Ở khẩu này thì thời gian trước có lúc em đã bán đến xuống đến giá là 9 triệu đến 9.500.000. Nhưng mà giá ở thời điểm hiện tại mỗi phụ kiện nó sẽ lên một chút. Nên anh em thông cảm, giá nó sẽ lên cao hơn một chút con nhé. Là 9.900.000. Giá thì em để góc bên trái màn hình. Anh em mua bán thì alo trực tiếp cho em qua số điện thoại kia, bảo muốn mua khẩu FXQ3 lỗ full combo 9.900.000 tặng kèm bơm. Thì anh em ở tỉnh thành nào thì mình sẽ hỗ trợ thêm tiền cước xe ở phí vận chuyển ở tỉnh thành đấy các nhé. Miền Bắc thì cứ 300-400, còn miền Nam thì từ 500-700 là ok. Còn về cấu hình của khẩu FXQ3 lỗ ngày hôm nay em đang lắp ra đây, thì ở cây này đó là quy thì em sử dụng là quy Tactical nhé. Bán gấp rút cho anh em. Đấy, quy Tactical bán gấp rút này. Hàng này thì cực kỳ là ok rồi. Đấy, bơm hơi chỉnh áp cho anh em đầy đủ nhá. Tất cả những khẩu gửi đi thì bên em sẽ đều bơm hơi đầy bình cho anh em để anh em về đi săn. Đấy, bơm hơi tét áp chuẩn để cho anh em về đi săn. Đấy, cò búa lên mượt mà. Anh em về anh em chỉ việc nhét đạn vào, cho băng vào là đi săn là ok. Bên em test chuẩn, có video test trả hàng cho em qua Zalo. Van thì em sử dụng là van cờ đi kết bản chuẩn công ty UN nhé. Đã qua xử lý và làm lại bên em. Đấy, cực kỳ là ok, chuẩn chỉ luôn. Bảo hành 6 tháng. Về tình trạng của van, lỗi 1/1. Bình thì sẽ là bình carbon, Parac bình đẹp 0.5. Đấy, bình xịn cho anh em. Giảm âm Gemtech, ôm cành cực kỳ lên. Hàng Sài Gòn cực kỳ lên cho anh em. Cành là cành X18 rồi. Phiên bản đủ 20 inch, dài 50cm. Anh em nào muốn ngắn gọn thì mình có thể tiện về 14, 16, 18 tùy. Tiện ngắn bao nhiêu thì bên em sẽ tiện ngắn như vậy. Cành thì nó sẽ là nguyên phôi như này nhá các bác nhá. Đây. Nó sẽ là nguyên phôi như này. Anh em mà muốn tiện về bao nhiêu thì em sẽ tiện về cho anh em về như vậy. Đấy. Kính thì sử dụng là kính ngắm Bera TMD hàng loại 1, chống rung chống giật, chống nhảy tâm. Tâm hai số, tâm khắc kính, và em có bán lẻ kính này. Em nào có nhu cầu muốn mua thì alo cho em qua số điện thoại này để mua bán thôi nhé. Đấy, full một combo đầy đủ như thế này là 9.900.000, tặng kèm một chiếc bơm đồng hồ to hòm to và một cân đạn chì cho anh em bác. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em
qua số điện thoại kia để mua bán không nhá. Còn video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép anh em và bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nhé.